Bây giờ tôi sẽ xem xét những gì tôi muốn làm theo sự lựa chọn, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm nói. Berlin, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel cho biết bà không có ý định tiếp tục sẵn sàng trợ giúp đối phó với các cuộc khủng hoảng trong ngày khi bà rời vị trí đứng đầu nền kinh tế lớn nhất. Tôi sẽ không còn tham gia vào chính trị nữa, Merkel nói trong một cuộc phỏng vấn về di sản chính trị của bà với Deutsche Welle được công bố hôm Chủ nhật. Tôi sẽ không phải là người gỡ rối cho những xung đột chính trị. Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm, 16 năm với tư cách là Thủ tướng Liên bang. Bà Merkel cho biết kế hoạch trước mắt của bà sau khi rời nhiệm sở khi một chính phủ mới được thành lập giai đoạn này có thể là vào đầu tháng 12 nếu các cuộc đàm phán liên minh ba bên đi vào lịch. Trình là ngủ và đọc. Bà Merkel nói, đơn giản là trường hợp của tôi, trong nhiều năm, rất bận tâm với chương trình nghị sự đã đặt ra cho mình và tôi luôn phải ở trong tình trạng chờ đợi. Bạn phải làm điều đó với tư cách là người đứng đầu chính phủ, nếu có điều gì đó xảy ra, để bạn luôn có thể ứng phó ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ xem xét những gì tôi muốn làm theo sự lựa chọn. Nhưng điều đó sẽ trở nên rõ ràng chỉ sau vài tháng kể từ bây giờ. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút, bà Merkel nhiều lần nhấn mạnh cam kết với chủ nghĩa đa phương và cho biết bà sẽ nhớ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo khác. Về chính sách khí hậu, bà Merkel, người từng giữ chức Bộ trưởng Môi trường Liên bang vào những năm 1990, cho biết bà hiểu áp lực từ những người trẻ tuổi để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu nhanh hơn. Chưa bao giờ khoảng cách giữa ước tính khoa học và thực tế lại được nới rộng hơn nữa. Điều đó phải thay đổi ngay trong thập kỷ này, bà Merkel nói. Trong khi các cuộc thảo luận về việc đáp ứng các mục tiêu khí hậu tiếp tục diễn ra ở Glasgow tại hội nghị thượng đỉnh COP26. Chúng tôi đang làm không quá tệ ở Đức so với các quốc gia khác, cô nói thêm. Bà Merkel cũng cho biết một trong những thời điểm thử thách nhất của bà đến vào năm 2015 khi đất nước chứng kiến một dòng người tị nạn lớn từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria và Afghanistan. Bà đã nói nổi tiếng vào thời điểm đó, chúng ta có thể làm được visa phần das, mở cửa biên giới đất nước cho những người xin tị nạn trong một quyết định gây tranh cãi. Đúng vậy. Chúng tôi đã làm được, Merkel nói trong cuộc phỏng vấn với Deutsche Welle, nhưng thừa nhận rằng không phải mọi thứ diễn ra chính xác như mong muốn. Bà nói, tất nhiên, chúng ta vẫn chưa ra khỏi rừng khi phải đấu tranh với các nguyên nhân gốc rễ của việc di dời và di cư. Chúng tôi vẫn chưa quản lý để cung cấp cho châu Âu một hệ thống chung để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!